Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thông tin về hợp tác giữa Nga, Trung Quốc và Iran thường nhận sự quan tâm lớn từ phương Tây. Đây đều là những quốc gia có khác biệt với phương Tây trong nhiều vấn đề, đặc biệt là câu chuyện liên quan tới quân sự giữa lúc cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Gần đây, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở Vịnh Oman trong tuần này mang tên Vành đai an ninh hàng hải 2024. Cuộc tập trận chung năm nay diễn ra trùng thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Song song với đó, lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Bộ này cho biết, phần thực tế của cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển vịnh Oman thuộc biển Ả Rập. Mục đích chính của cuộc diễn tập là nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải. Bộ này cho biết, nhóm tàu của Nga được dẫn đầu bởi Variac, một tàu tuần dương tên lửa thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Họ cho biết đại diện của hải quân Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi sẽ đóng vai trò quan sát viên hải quân quân đội giải phóng nhân dân trung quốc đã cử ba tàu tham gia cuộc tập trận bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường urumqi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lini và tàu tiếp tế toàn diện đông Pinh -Hu. cuộc tập trận được tổ chức theo đúng kế hoạch hàng năm và đạt được sự đồng thuận của các bên bộ quốc phòng trung quốc nói còn theo thông tin từ hãng thông tấn bán chính thức isna cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các đơn vị mặt nước và trên không của hải quân iran vào tháng 3 năm ngoái, hải quân ba nước cũng đã tham gia các cuộc tập trận trong khu vực này. Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, các bên tham gia cuộc tập trận năm 2023 đã thực hành việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia, gồm nhiều tàu chiến và diễn tập chung theo các mệnh lệnh chiến đấu khác nhau. Quân đội ba nước đã tiến hành bắn pháo vào các mục tiêu trên biển và trên không, tập huấn giải cứu một con tàu có con tin trên đó và hỗ trợ tàu gặp nạn trên biển. Các cuộc tập trận được miêu tả là động thái thể hiện năng lực quân sự ngày càng tăng, cũng như liên kết chính trị ngày càng sâu sắc giữa ba nước. Nhiều luồng ý kiến nhìn nhận, Nga đang xem Trung Quốc và Iran là những đối tác mạnh mẽ trong việc chống lại nỗ lực cô lập của phương Tây. Bởi Trung Quốc thường xuyên nhận sự nghi ngờ từ Mỹ về khả năng Bắc Kinh gửi vũ khí cho Nga dùng trong xung đột với Ukraine, mặc dù Bắc Kinh cam kết không làm. Tương tự, Iran cũng liên tục bị cáo buộc gửi máy bay không người lái cho Nga, bất chấp Tehran lên tiếng bác bỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục đưa ra phát ngôn mang nội dung công kích nhằm vào lãnh đạo Mỹ liên quan đến cuộc xung đột Gaza. Theo truyền thông Israel, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News của Mỹ, Ông Netanyahu cảnh báo những bình luận của lãnh đạo Mỹ khiến cho hoạt động tấn công loại bỏ lực lượng Hamas của quân đội Israel tại giải Gaza trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, người đứng đầu chính phủ Israel cho rằng bất đồng về nhận thức giữa lãnh đạo hai nước liên quan đến cuộc xung đột Gaza đang cổ suý lực lượng Hamas. Trong đó, trong cuộc phỏng vấn kênh Politico của Mỹ, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ đã sai lầm khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc xung đột Gaza, khiến nhiều thường dân Palestine thiệt mạng. Ông Netanyahu khiến cho người Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ. Mỹ là một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất hoạt động tấn công quân sự của quân đội Israel vào giải Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel trong sáng cùng ngày, khiến 1.200 người chết. Washington khẳng định tấn công Gaza là hành động tự vệ chính đáng của Tel Aviv, đồng thời ra sức cung cấp vũ khí, đạn dược và hậu cần cho đồng minh cường quốc số một thế giới cũng đã ba lần sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết do các nước trình lên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nội dung kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách thức điều hành cuộc xung đột của Israel tại Gaza, khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, suốt giai đoạn này, Israel vẫn cần phải duy trì sự hiện diện quân sự liên tục tại Gaza, người Israel tin tưởng Hamas sẽ không còn bất kỳ vai trò gì tại Hamas trong giai đoạn này, nhưng thừa nhận cuộc chiến chống khủng bố tại đây chưa thể kết thúc và vẫn cần được duy trì. Về cơ chế quản lý và hiện trạng tại Gaza trong giai đoạn này, nhà phân tích Salom Jerusalem nhận định nó sẽ tương tự như khu bờ Tây hiện nay, nơi chính quyền Palestine đang kiểm soát. Theo đó, chính quyền người Palestine tại giải Gaza cũng sẽ không được trang bị vũ khí hạng nặng đồng thời không có sự tham gia của lực lượng thù địch với Israel. Nhà phân tích Salom Jerusalem tin rằng ông Benjamin Netanyahu cùng các cộng sự không có ý định chiếm đóng quân sự lâu dài hay thiết lập các khu định cư của người Israel tại Gaza. Thay vào đó, Israel sẽ kiểm soát vùng đất này từ xa. Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết, nếu ý của Tổng thống Biden là tôi đang theo đuổi các chính sách cá nhân chống lại đa số, trái với mong muốn của đa số người Israel, và điều này đang làm tổn hại lợi ích của Israel thì ông ấy đã sai ở cả hai khía cạnh. Chính quyền tổng thống Biden ngày càng cho thấy họ đang mất dần kiên nhẫn với thủ tướng Netanyahu vì bất đồng trong nhiều vấn đề bao gồm tương lai Gaza hậu chiến sự. Những lời lẽ nói trên xuất hiện trong bối cảnh ông Netanyahu đang đối mặt với sức ép lớn trong nước khi vẫn chưa đưa được các con tin còn bị lực lượng Hamas giam giữ về nước. Việc này đã dẫn đến cuộc biểu tình thường xuyên ở Israel cũng như những lời kêu gọi bầu cử sớm. Ông Netanyahu nói với Politico rằng đại đa số người dân Israel đang đoàn kết hơn bao giờ hết và họ hiểu điều gì tốt cho Israel. Ông cũng khẳng định các chính sách của ông được đại đa số người dân Israel ủng hộ và họ ủng hộ hành động mà chúng tôi đang thực hiện để loại bỏ các tiểu đoàn khủng bố còn lại của Hamas. Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức kết nạp Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự này, NATO-32. Việc Thụy Điển từ bỏ truyền thống không liên kết kéo dài hơn 200 năm và gia nhập NATO là một động thái khép vòng. Kịch bản NATO kiểm soát toàn bộ biển Baltic giờ đây còn được gọi là Hồ NATO. Với thành viên thứ 32, NATO còn hoàn thiện vành đai phòng thủ của khối này kéo dài từ bán đảo Scandinavia Bắc Âu qua khu vực Trung và Đông Âu khối CEE đến tận bán đảo Ban Can của Nam Âu. Mở rộng các hoạt động tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO thuộc sườn phía đông châu Âu, kết nối đến khu vực sườn phía bắc qua các tuyến đường sát Offenten của Na Uy và tuyến Iron Ore, Thụy Điển, thông qua các hoạt động tập trận tăng cường liên khu vực. Cùng với một loạt dự án khác có thể thấy tham vọng của khối này nhằm gia tăng tối đa áp lực quân sự lên cánh châu Âu từ phía Tây của Nga. Không chỉ vậy, NATO còn thủ sẵn một đòn tiến công theo hướng trục nhằm thọc sâu vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO của Nga. Đứng trước các bước tiến lộ rõ tham vọng khóa tay Nga từ phía NATO, chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đã lập tức củng cố thế trận, cài răng lực của họ với trọng tâm khắc chế cánh châu Âu của NATO. Nghiên cứu từ Viện RUSI của Anh cho biết, quân đội Nga đang được tái thiết một cách đáng kinh ngạc, mặc dù bị tổn hại không nhỏ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Nga vẫn đang duy trì tuyển dụng hơn 10.000 quân mỗi tháng, giữ mức cung cấp khoảng 1.500 xe tăng, cùng với khoảng 3.000 xe chiến đấu bọc thép các loại, phục vụ chiến đấu mỗi năm. Hạm đội biển Bắc của Nga đang liên tục được bổ sung vũ khí và nâng cấp hạ tầng quân sự tập trung vào nhóm căn cứ trên bán đảo Kola, giữa biên giới Na Uy và Phần Lan. Còn hạm đội biển Baltic ở vùng Kaliningrad thường xuyên tiến hành tập trận bằng các tàu được trang bị tên lửa hành trình, có độ chính xác cao như Kalib nhằm tạo gọng kìm với sườn phía Bắc của NATO. Tiếp theo, Nga dùng trận địa hạt nhân phi chiến lược ở Belarus cùng với kế hoạch gia tăng quân sự lên gấp đôi ở biên giới giáp NATO thuộc khuôn khổ tái thiết lập hai quân khu Moscow và Leningrad để kẹp giữa các sườn còn lại của cánh châu Âu mà NATO đang triển khai. Đối với thế trận trên Biển Đen đang có lợi cho các cuộc tấn công bằng drone cảm tử của Ukraine, Nga đã tạm lui về thiết lập quân khu hải quân mới ở biển Azov, nơi có thể tạo gọng kìm cản trở hướng tiến công thọc sâu từ Biển Đen đến biển Caspi của NATO. Nga cũng đã khống chế cánh bắc cực của NATO khi tăng cường lực lượng ở gọng kìm từ biển Barents đến biển Baltic. Phối hợp với Trung Quốc và Triều Tiên giữ lợi thế tuyệt đối về gian đe hạt nhân nhằm giữ cánh châu Á-Thái Bình Dương của NATO không gia tăng căng thẳng. Nhìn chung, thế trận một trục ba cánh của NATO đã trở nên hoàn thiện hơn với các hành lang kết nối từ cánh châu Âu đến cánh Bắc Cực thông qua sự tham gia của Thụy Điển. Tuy nhiên, dường như động thái này vẫn chưa đủ để tạo nên sự chênh lệch cụ thể trước thế cài răng lược từ phía Nga, ngay cả trong bối cảnh CSTO đang suy yếu. Trong một diễn biến liên quan khác, theo giới phân tích, với chuỗi tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, với sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ tới từ 13 quốc gia, NATO đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn và rõ ràng tới Nga rằng các thành viên liên minh sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau nếu cần và liên minh sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ cho đến tận biên giới với Nga. Tại chuỗi tập trận này, binh sĩ và các phương tiện quân sự tham gia phản ứng với mọi kịch bản có thể xảy ra. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho hay, Moscow đang theo dõi cuộc tập trận mà Moscow coi là mang tính khiêu khích này. Thứ trưởng Grushko lưu ý, Moscow đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga trong bối cảnh hiện nay.